Thật lớn các đồng chí để cùng cho đó một võ sinh sẽ thực hiện nhiệm vụ đó là mà tham gia vào buổi diễn nên leo cây hái lộc chúng ta cùng một bài tên anh ấy có những bước chuyện rất là nhanh nhẹn và chuẩn xác để có thể leo lên đỉnh cái cây cột để thực hiện một tiết mục thật là hấp dẫn và rất nguy hiểm cho buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta đến với phần nguy hiểm nhất và cũng là hấp dẫn nhất. Một tràng pháo tay thật lớn đi nào. Wow. Kính thưa quý vị, để có thể biểu diễn một tiết mục ở trên cao và đó là rất là nguy hiểm như vậy thì các võ sinh của chúng ta cũng phải có một thời gian tập luyện. Một tràng pháo tay đi ạ. Và có một đôi tay thật là khỏe cùng một đôi bụng phải thật là chắc chắn thì mới có thể đứng trên không và biểu diễn. Một tràng pháo tay nữa ạ. Thưa quý vị, và đó là rất là nhiều động tác khó. Có thể là chúng ta nhìn ở dưới nhìn lên thì có vẻ như khá là dễ dàng, nhưng mà để thực hiện được những động tác này
ở dưới đất đã là một điều khó khăn rồi, nhưng mà khi lên trên cao như vậy, đứng ở một vị trí khá là trông trên như vậy thì cái điều đó lại càng khó khăn hơn bao giờ hết. Và bây giờ anh ấy đang làm điều gì đây ạ? Và anh ấy đang đi xuống và chúng ta giơ một tràng pháo tay lớn đi nào. Rất xuất sắc và cũng rất là nguy hiểm đúng không ạ? Đối với tiết mục này thì ban tổ chức tôi cũng khuyến cáo là các bạn nhỏ, các bạn thiếu nhi, chúng ta không nên bắt chước, bởi vì muốn thực hiện cái động tác vừa rồi thì phải tập luyện rất là lâu, cũng như là phải có một sức khỏe thật là dẻo dai thì có thể mang đến một tiết mục rất là xuất sắc như chương trình ngày hôm nay. Chúng ta vẫn còn một tiết mục hấp dẫn nữa, đó chính là Trang Văn Hồng Hùng. Thành ra là tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp từ chương trình của chị. Tiếp tục là bây giờ là khóa 2. Tiếp tục là tiếp tục.